kêu nó vô đi nè, đi vô nhà. Đó có. Ừ. Mày phải không? Ừ. Vậy hả? Trời ơi, bắt kịp chị đơn giản vậy. Đi đừng làm vô. Đây. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món vịt nấu chay nha cả nhà. Bây giờ mình đi làm vịt nha. Đi làm cho cắt cổ bắt nha. Thôi đừng thay con khác đi, đừng thay con vịt đi, đừng ầm ầm đừng đùng. Tới bà Tám cắt cổ nha. Giờ mình làm xong rồi nha cả nhà. Mình đã chặt vịt rồi nấu nha. Mầm sẵn rồi. Mình cho vô. Mình nấu thao lắm giờ xem. Mệt ngọt. Cái này là mình ướp theo khẩu vị nhà mình ăn nha cả nhà. Muối. Đường. Chao nha cả nhà. Mình ướp 15-20 phút. Này bé Thu,
câu luộc khoai nha cả nhà. Khoai này mình luộc sẵn rồi, giờ mình lột cho dễ, chứ nó nhỏ quá ngồi gọt lâu lắm. Khoai mình lột xong rồi cả nhà, đơn giản. Bây giờ mình nấu cho cả nhà. Mình tỏi bằm sẵn luôn cả nhà. Vô đảo săn lại đi. Lúc chờ đợi dịch săn là mình đi chặt nước dừa nha cả nhà. Cho nước dừa vô nha cả nhà. Khoai vô nha cả nhà.
xong rồi nữa nha. Mình dọn ra ăn nữa là xong nha. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Sớm giờ thì nhà mình cũng làm cái món vịt cá tra, bây giờ đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình mời tất cả cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức cái món vịt nấu tra này nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Vịt nào ngon không ta? Ngon không? Mời tất cả các bạn nha. Cái này chín rồi nè. Nếu chặt cũng không lấy hả? Chặt bá lấy. Vậy ăn cục đá ăn cục mẹ. Nó thò bỏ vô nó đi. Thì nó nhúng dớt này nè. Cục ăn nước cho ăn cơm à. Xin chào. Mày mặc làm chứ.